Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo địa điểm trên Google Maps, hay là cách tạo địa chỉ trên Google Maps, hay là cách tạo vị trí trên Google Maps. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cái ứng dụng Google Maps nè. Rồi sau đó các bạn muốn thêm địa chỉ trên Google Maps á thì các bạn tìm tới cái nơi mà các bạn muốn thêm nha. Ví dụ mình muốn thêm ở chỗ đây thì mình bấm vào. Rồi sau đó các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào thêm địa chỉ bị thiếu này. Thông tin chi tiết về địa điểm, tên địa điểm. Cái phần này là bắt buộc nha, là các bạn phải nhập cái tên. Ở đây mình thêm cái địa điểm là cửa hàng tạp hóa. Vàng Hương. Danh mục cũng bắt buộc này, các bạn bấm vào. Danh mục phổ biến này, các bạn thấy cái nào phù hợp thì các bạn chọn nha, hoặc là các bạn tìm thì mình sẽ tìm. Đó là cửa hàng tạp hóa. Đây có này. Địa chỉ thì mình đã chọn rồi, mình đã ghi rồi. Nằm bên trong này, các bạn cũng có thể nhập cái phần đây. Và sau đó thì các bạn bấm vào thêm chi tiết khác này. Thì ở đây các bạn có thể thêm giờ mở cửa. Đó, các bạn chỉnh sửa nha. Từ thứ hai đến chủ nhật này. Các bạn muốn chỉnh sửa thì các bạn bấm vào. Đó, các bạn lựa chọn thời gian mở cửa và từ thứ hai đến chủ nhật. Đó, các bạn muốn chi tiết thì các bạn có thể chỉnh sửa nha. Thì ở đây mình sẽ không có chỉnh sửa cái phần này. Rồi sau đó tới số điện thoại liên hệ này, trang web này, giới thiệu ngày khai trương nữa nè. Và các bạn có thể thêm ảnh nha. Rồi video đây thì mình chỉ làm mẫu hướng dẫn cho các bạn thôi, nên mình không có thêm mấy cái địa chỉ đây. Nếu như mà đây chính là cái địa chỉ mà các bạn muốn thêm á, thì các bạn nên thêm đầy đủ từ cái mục là giờ mở cửa, cũng như là liên hệ số điện thoại, trang web, cũng như là giới thiệu ngày khai trương rồi nè. Đó, và cũng như là các bạn thêm ảnh đúng về cái địa điểm này. Rồi sau đó các bạn bấm vào gửi. Rồi các bạn bấm vào vẫn gửi nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ đợi khoảng 20 phút. Mình mới thêm thì nó chưa có nha. Các bạn đợi đi, tầm 15 đến 20 phút thì nó sẽ xuất hiện cái địa điểm, hay là cái địa chỉ, hay là cái vị trí ở cái chỗ mình vừa thêm trên Google Maps này. Rồi sau khoảng 5 phút thì mình đã thấy rồi nha. Mình bấm vào cái nơi hồi nãy mình đã tạo địa điểm này. Thì bây giờ nó để là cửa hàng tạp hóa Vàng Hương. Đó, các bạn thấy chưa? Vậy là mình đã tạo địa chỉ trên Google Maps, hay là tạo địa điểm trên Google Maps, hay là tạo vị trí trên Google Maps thành công. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.